Trong nửa cuối năm 2023, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bắt đầu thực hiện kế hoạch quan trọng trong việc xây dựng hai đội tuyển U23 với mục tiêu khác nhau. Một trong những đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tham dự U23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan trong tháng 8 và sau đó là giải ASEAN 19 tại Trung Quốc trong tháng 9. Đội còn lại, do huấn luyện viên Philippe Chusier phụ trách, sẽ tập trung vào vòng loại U23 châu Á 2024. Việc cả huấn luyện viên Chusier và Hoàng Anh Tuấn tiếp tục duy trì việc trao đổi thông tin về nhân sự và chiến thuật để đảm bảo rằng cả hai đội U23 đều sẽ có một sự kết hợp tốt nhất. Trong bối cảnh này, huấn luyện viên Chusier đã gửi danh sách gồm 18 cầu thủ tiềm năng mà ông muốn đưa vào đội U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ, danh sách này tập trung vào những cầu thủ được coi là có tiềm năng nhưng vẫn chưa có nhiều cơ hội thi đấu tại các câu lạc bộ. Một ví dụ là Võ Minh Trọng, một hậu vệ đã có kinh nghiệm từ U23 Doha Cup và SEA Games nhưng chưa có nhiều cơ hội thi đấu tại Đồng Tháp. Giải đấu như U23 Đông Nam Á và ASEAN 19 sẽ cung cấp cho họ cơ hội quý báu để rèn luyện và chứng minh khả năng của mình. Nếu họ chơi tốt và tỏa sáng, chắc chắn huấn luyện viên Chusier sẽ xem xét cho họ những cơ hội thi đấu trong tương lai. Một điều đáng chú ý là cầu thủ Việt Kiều Andre Nguyễn không có tên trong danh sách chuẩn bị cho cả hai đội tuyển U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giải thích cầu thủ Việt Kiều vẫn còn một số thủ tục cần hoàn thành, bao gồm cả việc xin hộ chiếu, trước khi có thể tham gia ngay vào việc thi đấu cùng với đội tuyển U23 trẻ. Việc tham gia một giải đấu yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thời gian đăng ký danh sách rất sớm để có thể lựa chọn đúng lúc.